Vâng, xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú trên toàn quốc. Những người đang chơi những cái thiết bị live stream từ sao cạc hay là từ mixer thì hôm nay Hữu sẽ giới thiệu cho các bạn, các anh chị và review cho mọi người cái dây live stream chất lượng bên Hữu ha. Dây live này nó dài 2 mét và đặc biệt cái âm thanh nó rất là trong và nét khi chúng ta sử dụng điện thoại để live stream. Và nó thứ nhất á, là nó rất là dài. Hữu sẽ review và test thử âm thanh cho các bạn nghe cái dây live stream TH03 của Hữu cho các bạn hình dung ra được ha. Và Hữu sẽ test thử âm thanh luôn. Ở đây các bạn thấy ở đây là hai cái giắc đầu, một cái dây hai khía các bạn sẽ cắm vào sao cạc. Dây hai khía này mọi người sẽ cắm vào sao cạc ha mọi người ha. Ở đây Hữu có một cái con sao cạc Focusrite thì các bạn sử dụng, lưu ý dây hai ngấn này chúng ta sẽ cắm vào sao cạc giúp Hữu. Rồi chúng ta cắm cái ngõ out của thiết bị. Ở đây Hữu chỉ cần cắm một đường out ra là nó sẽ vào. Và tiếp theo là cái dây ba khía nè, cái dắt ba khía đen, ba khía mà đen nè, mạ đồng nha. Các bạn cắm vào điện thoại live stream, mọi người nhớ tháo ốp lưng cắm sát dây. Dây này á rất là chất lượng, hai cái đầu này mọi người cắm rút ra rút vào nó sẽ không ít bị mòn hơn so với những cái dây live stream 3 màu truyền thống. Thì đây là dây live chất lượng, nó rất là dài. Thì nói chung là mình chà xài khoảng 2 mét là ok rồi. Bên trong là nó cáp đồng nha mọi người nha. Ở giữa nó sẽ có một cái jack nối như thế này. Các bạn mua về khỏi phải thắc mắc tại vì sao chúng ta chuyển từ tín hiệu của sao cạc qua điện thoại thì chúng ta phải nối ở giữa, ở jack giữa. Đây dây này nó dài nha mọi người nha. Dài và bên trong là lõi đồng nên tín hiệu ra rất là sạch sẽ, chất lượng. Mọi người nhìn hai cái đầu nè, nó chất lượng không? Mạ đồng đó nha các bạn. Mạ đồng nè. Đó. Đây là cái dây của chúng ta như thế này. Rất là sang và rất là gọn gàng. Chỉ cần hai đầu thôi. Một đầu hai khía cắm vào sao cạc. Đầu ba khía này chúng ta cắm vào điện thoại để live stream nha. Dài 2 mét. Thì hôm nay Hữu sẽ test cho các bạn nghe cái âm thanh. Đây Hữu sẽ cắm vào cái sao cạc Focusrite đánh nhạc cho các bạn nghe, nhạc bolero, nhạc bass gì cho các bạn nghe, cái độ bass, độ chắc của nó ra tiếng rất là trong trẻo, giải tần số rất là rõ ràng. Hữu đang xài cái iPhone 11 để quay. Đây chúng ta sẽ cắm vào cái jack chuyển, tại mình sử dụng iPhone 11 nên phải xài jack chuyển. Rồi Hữu sẽ cắm vào cái điện thoại live stream và bây giờ Hữu sẽ bắt một cái bài nhạc cho các bạn nghe, một cái đoạn nhạc. Rồi chúng ta sẽ cắm vào. Hữu tạm thời rút cái dây live stream ra. Và bây giờ chúng ta sẽ test thử nhạc cha 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 bolero. Hữu sẽ đánh cho các bạn nghe cái tiếng chép nha. Chúng ta sẽ đánh thử. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái thể loại liên khúc cha cha cha, các bạn đánh thử nha. Rồi, chúng ta sẽ cắm lại cái dây live.
Hữu vừa rút cái dây livestream ra. Hữu đang đánh cho các bạn nghe hai cái đoạn nhạc bằng cái dây live vàng này. Thì các bạn nghe âm thanh nó như thế nào? Vui lòng để comment bên dưới, các bạn mua hàng vui lòng liên hệ với Hữu. Dây này rất là chất lượng nha. Dây này gia công bằng lõi đồng. Cáp, hai cái đầu cáp này chúng ta mạ đồng. Nó ra một tín hiệu rất ok. Nói chung là nhìn cái sợi dây nó rất là chất lượng, dày chặt. Các bạn rút ra rút vô nhiều, nó sẽ ít bị khờn. Nói chung là dây thì mình thường xuyên mình cắm ra vào điện thoại thì nó sẽ mất tín hiệu. Có nghĩa là mình sử dụng lâu dài nó phải thay. Thì cái này nó sẽ lâu hơn cho các bạn anh chị. Chúng ta sử dụng so với những cái dây ở trên thị trường mà cái dây đi kèm sản phẩm, ví dụ những cái sản phẩm dây lai ba màu. Đây là dây lai trim mono, ra tín hiệu chất lượng, dây cao cấp nha mọi người nha. Vui lòng liên hệ cho Hữu để mua cái sản phẩm này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Số điện thoại và cái thông tin Hữu đây. Số 74 Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn, các anh chị có nhu cầu mua dây livestream dành cho mixer vang số, liên hệ Hữu, Hữu sẽ test âm thanh sau này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.